Vâng, và em xin chào các chị. Và đây là mẫu AV276 màu đen. Chắc các chị không nghĩ là áo dài thì mình sẽ mặc màu đen. Như các chị thấy là cái bộ áo dài em đang mặc trên người với màu đen, nó đem lại cho mình sự sang trọng, quý phái và quyền lực. Đó, khi mà em mặc cái chiếc áo dài màu đen này lên thì cảm thấy mình sang trọng lên hẳn các chị. Đó, rất là sang luôn. Đúng chuẩn cái kiểu phụ nữ ngày xưa đó các chị. Đó, rất là sang, rất là xinh. Và riêng cái mẫu này còn khi màu đen á, thì nó sẽ tôn lên rõ những cái ngọc trai mình đính nè, nó tôn lên rõ luôn, làm cho cái chiếc áo dài của mình nó rất là duyên các chị. Và màu đen cũng có đủ size cho các chị nha, em mời cho tới 2XL, rất là xinh luôn. Rồi, chị nào thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em ha. Và đừng quên mã số là AV276, giá là 640.000. Đã hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng hoặc để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm màu sắc phía video thì bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho mình.